ta lắm. Nhưng mà sau này sẽ có một ngày người đây sẽ hiểu rõ. Xuân Nhi, Xuân Nhi, Xuân Nhi, Xuân Nhi, xin chào Xuân Nhi. Em cứ tưởng em làm cho việc mình. Em đi lượm mấy cây củi thôi, sao anh lo lắng quá vậy? Không có gì. Em vậy thì được thôi. Vậy thì được thôi. Nhĩ Phạm, em đã suy nghĩ suốt cả đêm, quyết định trở về Nam Viện. Cảnh đêm giờ cũng không. Em đi một mình được rồi. Nhưng mà anh, làm sao nói chuyện với Lan Hiên đây? Cổ là một người yếu đuối, em sợ cổ sẽ chịu không nổi. Anh sẽ có cách, em đừng bận tâm. Vậy chúng ta mỗi người đối diện với vấn đề của mình, khi trở về kinh thành gặp ở hậu cung. Ừ. Em đi nha. Yêu bài đâu? Xuân Nhi, về rồi hả? Nô tỳ đáng chết, xin nương nương thứ tội. Sự việc tới giờ, cho dù có giết chết người đi nữa, lại có thể giải quyết được vấn đề sao? Xin lỗi nha nương nương, Xuân Nhi khiến nương nương thất vọng. Có lẽ những cái đó đều là thiên ý, không thể cưỡng cầu. Không cần biết Quảng Hải tốt với ngươi cỡ nào, ngươi cũng không yêu nó, nhất định không yêu nó. Cái điểm đó, bất cứ ai cũng không thay đổi được. Nương nương, Vinh đại ca bây giờ, anh thế nào rồi? Hoàng thượng đã tứ hôn cho nó cùng với Hương Huệ. Nhưng bổn cung có thể nhìn thấy nó có sự mất mát. Bổn cung đã khấn nguyện trước mặt Bồ Tát, hy vọng hôn lễ này có thể mang những hy vọng mới tới cho nó. Xuân Nhi biết mình tội nghiệp thâm trọng, nên không dám dâng xin Vinh đại ca tha thứ. Chỉ cầu có kiếp sau có thể làm trâu làm ngựa để đền đáp.
Nó làm sao đành để cho người làm trâu làm ngựa cho nó. Xin Bồ Tát phù hộ chị Hương Huệ, dinh đại ca hạnh phúc vui vẻ. Tây Lâm Xuân, nguyện đoán thọ 10 năm, cầu phước cho họ. Xin Bồ Tát phù hộ. Chúc mừng, chúc mừng, mời mời mời, chúc mừng, chúc mừng, mời mời, cảm ơn, chúc mừng, chúc mừng, cảm ơn, tới rồi, tới rồi, tới rồi, tới rồi, ngừng kẹo, ngừng kẹo. Thôi giờ tên người thiệt là đẹp quá đó ha, coi kìa. Tới rồi, tới rồi. Thì đoán là biết rồi, trời ơi, mọi người đổi tiếng, phải lấy vợ đẹp chưa? Tới rồi, vô vô, tới rồi kìa. Tân nương bước qua chậu lửa như ý kiết tường, tân nương qua yên ngựa phú quý dinh hòa. Tân nương vào cửa cái, khiêm tử lại khiêm tôn. Tân cô gia đâu? Mau mời tân cô gia ra đây đi, mau ra rước tân nương tử. Mau mời tân cô gia. Lớn chuyện rồi, tân làng đầu mất rồi. Tôi đã kiếm tất cả dinh phủ không thấy hình bóng ông ta, tính làm sao đây? Mau đi kiếm đi. Được được. Ơi, còn đứng chết chân làm cái gì? Mau lên, mau lên, mau lên. Mau lên đi. Mau lên đi, đứng chết chân làm cái gì? Mau lên. Dạ được. Nè nè nè, đi bao đi, đi vào đi kiếm đi. Mau lên tiêu rồi. Để đâu mất tiêu rồi. Mau lên đi. Mau đi, mau lên. Kiếm đi. Bên kia kìa. Lẹ lên. Ok đi. Nghe nói Vinh Đồ Quý đã điên rồi, các người có biết không? Hả? Trời ơi trời. Thiệt đó, tao không gặp các người đâu. Hôm nay là ngày đại hỷ của ổng, về Hương Huệ sẽ thế nào? Thì còn biết nữa, thì còn có biết. Xuân tỷ tỷ tới rồi, chạy mau, chạy mau, chạy mau. Báo cầm. Lúc nãy Xuân tỷ tỷ. Chúng tôi không có nói gì. Còn nói là không có gì, ta đã nghe hết rồi. Mau nói cho ta nghe. Không, thực sự không có. Không nói cho ta nghe, ta lập tức đi nói với hoàng hậu biết. Ê, đừng, 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 ta nói, như ý và những người khác loan truyền, Vinh Đô Quý, ổng... Ổng thế nào? Ổng điên rồi. Ngươi nói bậy gì đây? Ta không nói bậy, hôm nay rõ ràng là ngày đại hỷ của ổng, ổng không có đi động phòng qua chút, lại uống cho tới say mềm, còn chạy tới bố có phòng để đánh quyền. Chị nói đi, không phải điên rồi sao? Vinh đại ca tới bố có phòng đánh quyền. Vậy mới được đó. Ai có thể đánh trúng ta một đấm, ta thưởng 10 lượng bạc. Nè đánh đi. 10 lượng đó. Đánh đi, đánh đi. Vinh đại ca. Nè nè. Vinh đại ca. Vinh đại ca. Vinh đại ca, không sao chứ? Ta bỗng dưng cảm thấy mình giống như sắp chết vậy đó. Em không cho anh nói bậy. Hãy mau đứng dậy đi. Mau đứng dậy, em đưa anh về nhà. Không về đâu. Không có về đâu. Không còn phải uống rượu nữa. Anh đừng uống nữa. Cứ để mặt ta. Ra ngoài. Dạ. Anh thật không uống được nữa đâu. Các người đều không thương ta, sao còn tới đây lo cho ta nữa? Hãy để cho ta tự sinh tự diệt đi. Xuân Nhi ngoan, em đừng khóc. Anh sẽ hát cho em nghe một bản nhạc nha. La la la.